Ngày hôm nay bầu trời thật là u ám và ảm đạm. Nó cũng giống như lòng tôi vậy. Hôm nay là một ngày quan trọng, một ngày mà tôi đưa ra một quyết định quan trọng của cuộc đời. Đó chính là phải ngừng cái công việc mà mình yêu thích nhất. Tôi sẽ dừng làm YouTube. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hip đây. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để thông báo tới mọi người một cái tin. Như mọi người cũng đọc ở tiêu đề rồi đấy. Thì để đi đến cái quyết định ngày hôm nay, mình cũng đã suy nghĩ rất là nhiều, cũng đã rất là khó khăn, rất là mất nhiều đêm trăn trở, chỉ ngồi để nghĩ xem là mình làm có đúng hay không. Bởi vì dù sao cũng đã một năm, và gần một năm trời gắn bó với YouTube, làm YouTube. Đầu tiên thì mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, tất cả mọi người, tất cả những khán giả của Natet Vlog, kể cả từ kênh cũ lẫn kênh mới, đã luôn ở bên cạnh mình, đã luôn ủng hộ mình, đã luôn dõi theo mình suốt thời gian vừa qua. Và cho dù cái khoảng thời gian mà mình đã bị hack mất kênh cũ, kênh Natet Vlog cũ, mình đã nghĩ là các bạn sẽ quay lưng với mình, nhưng không, các bạn vẫn ở bên cạnh mình, vẫn động viên mình, vẫn ủng hộ mình rất là nhiều để mà mình có được như ngày hôm nay. Thì mình vô cùng cảm ơn các bạn. Cái công việc YouTube này đối với mình nó thực sự là rất là có ý nghĩa. Bởi vì 23 năm vừa qua mình sống trên đời, thì đây là công việc duy nhất, công việc đầu tiên mà mình cảm thấy mình làm có ích. Mình trở thành một con người có ích cho xã hội, đem lại một điều gì đó cho mọi người, đem lại một cái giá trị gì đó cho cái cuộc sống này. Và mình rất là trân trọng nó. Nên là để mà đưa ra quyết định ngày hôm nay, nó rất là khó khăn đối với mình. Và là Natet Vlog, như các bạn đã thấy, là tất cả những cái gì mà mình đã ấp ủ, những cái gì mà mình gửi gắm rất là nhiều tình cảm vào đó, mỗi sản phẩm, mỗi video, mình đã tốn rất là nhiều công sức để có được, để có thể ra được những cái sản phẩm tốt nhất gửi tới các bạn. Và rất là buồn khi mà phải bỏ đi tất cả những điều đó. Mình không hề muốn chút nào. Và phải thông báo với các bạn là mình nghỉ làm YouTube. Và cái lý do khiến cho mình đi đến cái quyết định này là do bản thân mình rất hay bị ảnh hưởng bởi những lời nói bên ngoài, rồi lúc nào cũng tự an ủi bản thân là những điều ấy nó không mình không cần phải bận tâm đến ấy, vì những người đấy sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng gì quá lớn đến cuộc sống của mình ấy, để mà mình bỏ qua. Nhưng mà mình vẫn không thể làm được, vẫn chưa thể quen được cái cảm giác đó. Những cái lời lẽ không hay, những cái lời lẽ miệt thị, những cái lời lẽ không tốt của mọi người, của những người đấy comment bình luận trên kênh của mình. Và mình là một người rất hay đọc, mình luôn đọc từng comment của các bạn, nên là mình đã đọc hết những cái lời đấy. Và mình cảm thấy rất là buồn, bởi vì là mình đã mất rất là nhiều công sức cố gắng làm sao để tạo ra những sản phẩm tốt nhất gửi tới các bạn, vậy mà lại không được các bạn đón nhận. Và những người đó đã buông những cái lời không hay một chút nào, ảnh hưởng tới cảm xúc cũng như là làm cho mình cảm thấy là công sức của mình nó bị bỏ phí á. Và mình rất là buồn. Ai cũng có giới hạn của người ta thôi.
và mình đã đến với giới hạn của mình. Một lý do nữa, đó chính là đây là một công việc khá là bấp bênh. Nó không hề ổn định một chút nào và gia đình mình, bố mẹ mình rất là lo cho cái tương lai của mình. Là liệu mình làm công việc này có đúng hay không và mình có thể sống với cái nghề này hay không. Cái lý do thứ ba nữa ấy, là dịch bệnh hiện tại ở Việt Nam cũng như là trên thế giới nói chung và Hà Nội nói riêng, nó đang diễn biến rất là phức tạp và rất là gay gắt. Thế cho nên là mình không thể ra nhiều sản phẩm cho các bạn xem được. Nhưng mà các bạn thì comment rất là nhiều, kiểu các bạn rất là hóng ấy, các bạn trông chờ rất là nhiều. Thế nên là mình cảm thấy rất là có lỗi với các bạn. Và mình cũng không thể biết là khi nào thì dịch bệnh hết để mà có thể tiếp tục làm. Thế nên là mình đã quyết định là dừng lại, nghỉ làm YouTube đến khi nào mà hết dịch. What the hell? Khi nào hết dịch thì mình sẽ lại tiếp tục làm YouTube tiếp để cho các bạn xem. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Đó. Tiếp tục đi ghép cặp tiếp, tiếp tục làm ra những chương trình, những cái chủ đề mới, những cái content mới mà mình đã nghĩ ra trong đầu rồi, chỉ đợi hết dịch để tiếp tục thực hiện thôi. Ngày hôm nay là ngày cả tháng 4 nên là mình làm trò này chôn mọi người thôi, chứ thực ra là mình sẽ không bỏ mọi người đâu mà lo. Nên là mọi người yên tâm nhá, Hà Hiếp sẽ theo nghiệp YouTube đến khi nào không thể theo được nữa thì thôi, nên mọi người cứ yên tâm nghe chưa. Vừa rồi thì mình vừa nảy ra một cái ý tưởng, bây giờ mình sẽ gọi điện cho Gấm và gọi điện cho Hằng để chôn chúng nó, nói với chúng nó kiểu như này này, kiểu như là mình sẽ nghỉ làm YouTube bởi vì lý do này, lý do bla bla gì đó đó, để xem phản ứng của chúng nó như thế nào nhá. Ok anh em hãy xem là mọi thứ nó sẽ diễn ra như nào nhá. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ gọi điện cho Gấm trước, xong rồi mình cũng sẽ nói như kiểu như vừa nãy để xem là phản ứng của nó như nào nhá. Mình sẽ bật ra ngoài cho mọi người nghe cùng cho nó vui. Bộ Y tế đề nghị mọi người nên không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết. Chào. Alo. Alo. Alo Gấm à? Ơi hả? Ừ anh đây. Đang là gì đấy? Đang là gì đây? Em ngủ rồi. Bây giờ đã ngủ rồi, bây giờ đã sớm mà. Anh gọi em cái gì ấy? Thì hỏi thăm sức khỏe, thấy ho, tưởng sẽ hỏi tình hình Covid có biết thế nào rồi. Thôi, đi cách ly chưa? À quên, bây giờ vào việc chính này, hôm nay anh muốn nói với em một chuyện quan trọng này, anh cũng chưa báo với ai cả, nói với em trước đầu tiên. Sao ra vụ gì nhìn có vẻ nghiêm trọng thế? Kiểu như là anh nghĩ không làm YouTube nữa. Cái gì cơ? Anh không làm YouTube nữa, không làm YouTuber nữa. Bỏ nghề. Anh có thể nói đùa đấy. Nói thật. Sao tự nhiên lại đang làm ấy? Lại không làm là sao? Thì tại bố mẹ anh không cho làm nữa. Bố mẹ anh bảo là nó lông bông bấp bênh không cho làm nữa. Với cả kiểu dạo này bị chửi nhiều, đâm ra anh cũng chán. Đọc nhiều người ta chửi anh cũng nhưng chán. Nhưng mà kênh đang phát triển mà, tự nhiên nghỉ là sao? Không, kiểu dịch này không biết bao giờ nó mới hết, nên chẳng biết bao giờ đi quay tiếp được. Đang làm được như thế lại kêu lại nghỉ là sao? Nhưng mà bây giờ bố mẹ anh cứ dứt khoát bảo là bây giờ không nghỉ thì từ con luôn đó. Đấy. Xong rồi bảo thật luôn, gắt thế cơ. Xong rồi kiểu cũng một phần nữa kiểu anh cứ buồn ấy, bởi vì là mọi người thi thoảng lên lại đọc mấy comment kiểu nói mình không ra sao ấy, đâm ra mình cũng chán, kiểu làm xong rồi lương lậu chẳng đáng bao nhiêu. Xong rồi mấy comment đấy nói mình tốt lên cũng được sao? Nhưng mà như này anh nghĩ làm gì giờ thôi à? Thì anh cũng bảo thế, xong rồi em sau này em có làm thì cũng cố gắng lên làm một mình thôi, chứ anh bây giờ anh không theo nữa rồi. Thôi nói chuyện lại với bố mẹ xem. Trời, đang thôi làm đi, cứ làm đi, xong rồi kiểu nói chung là giải thích cho bố mẹ hiểu kiểu đấy đi. Bây giờ biết nói như nào bố mẹ, bây giờ bố mẹ không cho làm nữa. Với cả kiểu cái lý do quan trọng nhất là kiểu em mày biết là mà anh hay bị tác động bên ngoài ấy, mà kiểu cho cái chửi anh khó chịu, anh ức chế anh không làm được nữa. Nhưng mà em thấy kiểu người ta nói thì mình tốt lên thì cũng được, nhưng mà em thấy có gì người ta chửi nhiều đâu, có chửi đâu. Người ta chửi cái mắt anh mà. Không, người ta chửi là anh xóa hết đi mà anh có để cho công khai đâu mọi người biết, chỉ có mình anh nào được thôi. Em chỉ biết là
người ta chỉ chê mất anh thôi chứ anh em thấy ok mà. Như thế là quá chuẩn rồi. Đúng rồi. Giờ kiếm tiền rồi đi làm mắt đi là được. Thôi rồi, biết thôi, nói thế, anh báo cho em biết thế thôi chứ anh đã quyết định rồi, anh nghĩ Điền ạ, thôi làm đi em, làm mình không được đâu. Thôi rồi, nói chung là bây giờ em có nói nào nữa thì anh cũng quyết định rồi, anh nghĩ. Thì khi nào mà em lên rồi thì nói chuyện. Thì bây giờ cứ suy nghĩ kỹ thì đã, xong rồi tính như nào sau này nữa nhá. Chứ kiểu anh nghĩ thế xong rồi anh lỡ kiểu làm một phút bồng bột thì kiểu như kiểu bây giờ anh bỏ ấy thì nói chung là nó cũng khá phức tạp, thì anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Em kiểu muốn anh làm tiếp để anh em mình cùng nhau phát triển các kiểu, nhưng mà anh nghĩ thì em buồn lắm á. Buồn thật á? Thật ra kinh bây giờ anh cùng em đi làm đó thì các thứ đấy đâu. Trước xương sau thì mấy tình nghĩa anh em có chắc bên lâu. Thì bây giờ anh không làm của anh nữa. Ok, thì đi ngủ nha, giữ gìn sức khỏe nha. Nhưng mà hôm nào lên thì nói lại chuyện sau nha. Thôi nói chung là lên thì cũng không còn là YouTuber nữa đâu. Thôi, suy nghĩ kỹ đi thôi, nói chung là có gì suy nghĩ kỹ xong rồi anh em mình nói chuyện sau. Ok, thế nha. Ừ, bye bye. Nhớ suy nghĩ kỹ đấy. Rồi, ok, chúc ngủ ngon. Bye bye. Giống nó tin rồi. Kinh kể ra cũng an ủi mình phết á. Kiểu cảm thấy mình cũng quan trọng phết á. Không phải đùa đâu. Đó. Bây giờ mình sẽ gọi điện cho Hằng để xem là nó xem là thanh niên này sẽ phản ứng như nào nhá. À, xem là các em mình có quan tâm mình không nào. Mọi người dân không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết. Alo Hằng à? Anh Hà đây. Ừ, em đây. Ừ, đang làm gì đây? Em hôm nay hôm qua lên Hà Nội thì vừa nãy vừa về quê xong ấy. Ừ, sao à, lên Hà Nội rồi xong lại đi về quê rồi á? Ừ. Chán nhỉ? Làm gì? À không, anh gọi điện định báo với em một tin. Tin gì? Là anh anh không làm YouTube nữa. Ủa, tại sao? Thì tại nhiều lý do lắm, kiểu như là bây giờ gia đình anh không đồng ý ấy. Ờ, gia đình anh kiểu cấm ấy, cứ bảo là kiểu cái công việc nó lông bông ấy, xong rồi muốn anh ổn định ấy. Xong rồi gọi là làm thế xong rồi kiểu chảnh mạng học hành này nọ ấy. Ơ, anh còn đi học à? Ok, em ốm như cứt đi. Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Chả lẽ mình lại đứng lên chửi nó. Anh đã ra trường đâu. Với cả nữa là kiểu đọc mấy cái comment kiểu chửi chúng nó chửi cảm giác khó chịu, chán chẳng muốn làm nữa, kiểu cảm giác nó có mất công kiểu gì ấy. Thì đấy cũng khó, bởi vì là nếu mà cái nào đặc biệt làm ấy thì nó mới nhiều lừa xem thôi chứ. Em nghĩ là nếu mà anh có đam mê thì anh cứ làm đi, kiểu làm chơi cho vui cũng được. Rảnh thì làm, đâu cần thiết phải tập trung quá đâu, rồi kiếm công việc khác ổn định hơn. Ừ, nhưng mà kiểu như là mình không ra được nhiều video ấy, đâm ra là mình doanh thu nó không có nhiều, mà kiểu mà mình cũng cảm thấy nản nản ấy. Mọi người thì mọi cứ hóng ấy, mọi người cứ kiểu trông mong vào mình nhưng mà mình lại không làm được ấy, kiểu càng ngày càng bị ý tưởng ấy nhờ. Đó, thế nên là thôi quyết nên là bảo nghĩ là thôi thì không làm nữa, về quê nuôi cá trồng rau. Thì anh cũng chưa báo cho ai, nói với em kiểu như tối nay anh nghĩ mấy hôm rồi nhưng mà hôm nay mới đưa ra quyết định. Xong rồi anh... Sao không làm nữa thật ạ? Nhưng mà cũng chán đấy. Tâm sự cho em nghe. Hơi chán. Buồn nhỉ? Hơi buồn. Sao anh nghĩ thế cũng đúng mà. Tìm cái gì công an việc làm một định thi, bây giờ cũng lớn rồi, phải bé đâu. Ờ, à, phải thế chứ anh biết sao giờ. Thế thôi nhá. Ok. Có gì là tới em tiếp. Ok, bye bye em. Bye. Mình nói chuyện thật quá hay sao ấy, chúng nó tin vãi chuyện luôn. À, nhưng mà mọi người yên tâm đi. Mình sẽ vẫn sẽ theo cái nghiệp này và vẫn sẽ tiếp tục làm YouTube tiếp, vẫn tiếp tục ra những sản phẩm đều cho mọi người. Mặc dù dịch bệnh làm cho kiểu mọi thứ nó bị trì trệ, nhưng mà sau dịch bệnh thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Chúng ta cùng chung tay đấu tranh
chống lại dịch bệnh, để cho cuộc sống nó trở lại bình thường, rồi sau đó chúng ta sẽ lại cái với cái nhịp sống bình thường, lại tiếp tục chiến đấu đó, lại tiếp tục sống. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like, share, subscribe cho kênh NTS Vlog nha, để ủng hộ cho Hà Hip nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.